Bài học từ tác phẩm Bố già của Mario Puzo. Một, giá trị gia đình. Bố già cho thấy sự quan trọng của gia đình và sự trung thành của các thành viên trong gia đình. 2. Sức mạnh của tổ chức. Tác phẩm cho thấy sức mạnh của tổ chức và cách nó có thể đạt được mục tiêu của mình. 3. Lối sống lãnh đạo. Bố già cho thấy quan điểm về lối sống và phong cách lãnh đạo của một nhà lãnh đạo thành công. 4. Sự quan tâm đến chiến lược. Tác phẩm nhấn mạnh sự quan tâm đến chiến lược và cách nó có thể giúp cho một tổ chức hoặc cá nhân thành công. 5. Tự do và trách nhiệm. Bố già cho thấy sự quan trọng của việc cần phải giữ một cân bằng giữa sự tự do và trách nhiệm.